xinh đẹp. Hồi hộp quá thì xem một lần at friends, mà thôi không chơi đâu, yêu quá điên đầu. Đợi thêm 2-3 ngày xem mình có thích nữa không. Nhịp tim đập gấp quá thì thả ngay vào story. Phải làm sao nếu như em chẳng replay đôi câu, nhìn mà xem em lại mang đến âu sầu. You are my cyber crush, nay ngập tràn new feed, mai chẳng thấy đâu. Từ chiếc phone bé xíu bước ra cuộc đời. Nếu cho say hi, can I call you mine? You are my cyber crush, là một bài toán khó anh dài vẫn đau đầu. Làm sao để anh hết thích em bây giờ? Chẳng dám biết nên thơ trao đến em mình bao. Bởi vì đang nghe sáng vầng từ màn hình, say mê tương lai chạm ngón tay qua lớp kính. Tiếng chuông báo si mê tâm tình, chỉ một lời vô vơ cũng khiến tôi không ngủ yên. Em làm gì mà khắp noti go crazy? Thay vì up story thì cùng anh viết nên real story. Nhờ vài giây đôn chê con về thêm mất follow. Hàng bao người thích quá vậy, làm sao mà với đây? Bật livestream lên nào, gầy vài câu tinh tăng tình. Dù chờ mong giai điệu vang đến tai nào. You are my cyber crush now. Nay ngập tràn new feed, mai chẳng thấy đâu. Từ chiếc phone bé xíu bước sang cuộc đời. Nếu cho say hi, can I call you mine? You are my cyber crush now. Là một bài toán khó anh dài vẫn đau đầu. Làm sao để anh hết thích em bây giờ? Chẳng dám biết đến thơ trao đến em mình mơ. I'm a cyber kid on a cyber love world. Easy to be crushed by someone I didn't know. Nothing feels right, why do I think she's mine? All this was a lie, or it's just a mind.